Hôm nay lại tiếp tục tham gia cái thử thách Squid Game, thử thách con mực, thử thách Nancy. Cái con mực nó là một cái con gì đấy rất là xui xẻo. Mùng 1 là không được ăn con mực bởi vì là cái con mực nó hay tiết ra cái chất mà đen xì. Màu đen là màu của xui xẻo. À nhưng mà khoan đã. Đây là cái mô hình bản thân 1:1 Vega. Uầy, to, hơi bị to luôn đấy. Bạn nào mà kết bạn Facebook mới tháng là các bạn đã biết tháng bóc hộp cái hình này rồi. Mỗi tội là tháng không thể quay lên YouTube cho các bạn xem được bởi vì là hơi lười. Nhưng mà phải công nhận là cái mô hình Vega đẹp thực sự luôn. Lúc nào mà đang quay cái phòng của tháng thì tháng sẽ quay cho tất cả các bạn xem cái mô hình Vega này. Bây giờ là cho các bạn xem nó nhỏ nhỏ như này thôi. Lúc nào mà rảnh thằng sẽ lấy cái đèn led thằng dán xung quanh cái bàn kia vào. Xong bắt đầu bảy màu, uầy đẹp thực sự luôn. Và hôm nay không phải là có mỗi cái thử thách với cái cô bé mặc quần áo vàng đấy đâu, mà hôm nay có thêm là cái thử thách mà đi qua mấy cái ô kính vỡ hay là không vỡ nữa ấy. Nói chung là các bạn chỉ xem nó chơi game chứ các bạn đừng có tìm cái phim đấy mà xem làm gì. Cái phim đấy không hợp với tất cả các bạn đâu. Ok, đừng có xem phim nha. Wow, trời ơi mấy bạn ơi, đông thật sự luôn. Oh my god, chỗ này đúng 130 người, đông quá nha. Các bạn phải xếp ra ngoài rìa hàng đây này. Có hàng thiếu, hàng thừa, hàng đủ, hàng đông. Nói chung là cái hàng thắng đứng ở đông nhất luôn. Mà thắng để cái góc nhìn như này, bây giờ thắng không biết là thắng đang đứng ở đâu nữa luôn mấy bạn ơi. Không biết thắng đang đứng ở đâu. Ui, 13 giây, 12 giây, 11, 10, 9, 8. Trời ơi, mấy bạn chết đâu kia rồi, mình đứng làm gì? Nhanh lên, không biết là chúng ta sẽ chơi cái trò gì đầu tiên đây. Trò gì chắc là cái trò chơi với cái trò cô gái mặc bộ đồ màu vàng rồi. Let's go. Ui, chúng ta có 2 phút này mọi người ơi. Khi nào mà đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh thì chúng ta mới được đi nha. Cái này như kiểu là cái luật giao thông ở Việt Nam. Đèn đỏ là dừng lại và đèn xanh mới được đi. Chứ ở trong này là không có đèn vàng. Uầy, ở bên ngoài mà cũng có cái cô gái này. Bạn nào vượt đèn đỏ chắc là Bèng. Thôi dồi ôi, lăn ra đường luôn. Không dám vi phạm luật giao thông luôn. Uầy, chơi được cái màn này phải bật nhạc lên nha. Uầy, Chơi rồi. Nhanh lên. Chà, hả. Ôi dồi ôi, bạn kia mất tốp đầu luôn. 2 phát, 3 phát súng. À, 1 phát, trời ơi. Nhiều bạn thiệt mạng lắm. À, wow. Ôi, 2 phát súng. À, đèn đó. What? Bực mình thiệt sự luôn đấy. Nhả tay ra rồi mà nó cứ đi. Bắt đầu. Ôi giời ơi, phát này không đông bằng phát lúc lấy mấy bạn ơi. Phát này là hàng nào đủ hàng đấy nha. Lúc lấy đông còn trồi ra thừa mấy bạn ở dưới hàng này. Bây giờ có bao nhiêu người đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mỗi hàng có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Uầy, chắc có 100 người, 30 người bạn kia chắc là đi vệ sinh hết rồi. Nhưng đi vệ sinh chắc không dám vào. Bây giờ đợi mấy cái đại ca quản lý game áo đỏ vuông tròn tam giác kia bảo bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Rồi, bắt đầu luôn. 15 giây chuẩn bị, bật nhạc lên. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Búng tay, let's go. Vâng, vào trong này thì chúng ta lại được nghe chị mặc bộ đồ vàng giới thiệu cách chơi. Ui, bắt đầu. Lần này là sẽ nhả tay, sẽ dừng lại trước. Họ màu đỏ. Ui giời ơi, 4 bạn không có thắng. Ui giời ơi, 5 bạn. Họ không có ai bị bắn. À, đấy, nó hoạt định rồi ơi. Một bạn. Luôn. À, đấy, nó hoạt định. Trời. Thôi, may quá không có thắng. May quá. Nó hát rất đẻo nha. Mới được hát chậm, xong bắt đầu nó hát thì nó hát nhanh. Uầy. À, về đích cuối nhưng mà cứ phải cho nó chắc. Xanh rồi.
Rồi ôi, còn một bước nữa thôi nhưng mà thắng cứ phải chơi cho nó chắc. Sao còn nhiều người thế này, sao còn nhiều người? Rồi, đông chưa mấy bạn ơi, đông chưa. Còn rất là nhiều bạn. Các bạn ơi, cố gắng lên. À thôi, mấy bạn đừng có cố gắng, mấy bạn qua được là phần thưởng nó không được tăng nhiều đâu. Phải có nhiều bạn thua thì phần thưởng nó mới được tăng nhiều. Còn bao nhiêu bạn? Ôi, còn mấy bạn này nghéo do. Chúng ta nhảy sang bên này rồi, nhưng mà chúng ta đừng có nhảy sang bên kia nhá, vẫn tính đấy. Thôi xong. Nào nhanh lên bạn ơi, nhanh lên, chúng ta còn bắt đầu vần mới nào. Thôi xong, kiểu gì cũng người bị bắn này. Biết ngay mà. Khổ, về tới đích rồi mà vẫn để bị bắn luôn. Yeah, xong hết rồi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Rồi, có bạn bị bắn ở đây cười toe toe té té. Thôi xong, cái ông quay quay kia. Còn mấy giây thôi. Vâng, bây giờ bọn thắng lại xếp hàng để chơi trò lửa này. Bây giờ thì mất đi một vài hàng rồi. 1, 2, 3, 4. Bắt đầu trò lửa luôn. 15, 14, 13, 12, 11, 10 giây. Bật nhạc. Trò gì đây? Sao còn nhiều người như thế này? Bắt đầu chưa? Trò này giống là trò thắng đang ở công viên sao mấy bạn ơi? Trò gì đây? Nhanh lên bạn ơi. Giới thiệu lâu quá, đã hồi hộp lại còn giới thiệu lâu, mệt thiệt sự luôn. 2 phút, vâng, trò chơi là cũng cho chúng ta 2 phút. Chỉ nhảy được thôi. Rồi, trò gì đây? Sao nhìn chả có cái gì mà mũi tên nó chỉ. Trời ơi, đông nghịt thế này. Oh my god, cái gì đây? Mấy bạn, trời. Đùa nhau thôi, tốt nhất là thắng sẽ đi cuối. Trò này chắc là không tốn thời gian đâu. Thắng là thắng chơi rồi. Cái này đây, đến cái trò này các bạn cứ đi cuối cho nó chắc ăn nha. Oh my god. Đường, có thấy đường đâu mà đi. Có thấy đường đâu mà chơi. Đây, thấy rồi. Thấy đường đi rồi, đừng có ai đẩy em nha. Đừng có ai đẩy em. Uầy. Uầy. Hồi hộp, uầy, lạch. Hồi hộp quá. Kiểu như chỗ này là đường 3D. Đây này, kiểu như ảo giác này. Ui, đến chỗ đấy. Ui. Suýt nữa là ngã luôn kìa. Ui. Bạn ơi đi. Suýt nữa. Đừng có đẩy thắng nha. Còn 54 giây, nhanh lên bạn ơi. Thôi xong. Đừng có đẩy thắng, bảo rồi. Đừng có đẩy thắng. Kiểu như là có người đẩy luôn mấy bạn ơi. Kiểu như là có người đẩy luôn ấy, chứ không phải là thắng tự. Không phải là thắng đi lệch đâu. Rồi. Còn 33 giây, cố lên. Cái đoạn này khó cực kỳ luôn. Bạn nào chơi các bạn sẽ biết nha. Kiểu như là có người đẩy xuống ấy, chứ không phải là các bạn đi lệch đâu. Thoát hết cả team. Còn bao nhiêu người nữa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, tất cả bên trong kia vẫn còn. Thôi còn 9 giây, 8 giây, 7 giây, 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Hết giờ. Để xem còn bao nhiêu người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 người nữa các bạn ơi. 13 người nữa, thắng có là người chiến thắng không? Xem nào, phần thưởng bây giờ là 8.300 đô. Còn 13 người, trời ơi, có cái bảng nù lù đây mà thắng lại còn phải đếm nữa. 13 người và 8.300 đô. 8, 2, 16 là 170 triệu, 180 triệu đấy. Uầy, trò này là cái trò gì đây mấy ông lội ấy? Trò gì đây? Tức là ở cái trò này chúng ta sẽ phải ấn nút để kéo cơ. Ấn càng nhiều. Ấn nút càng nhanh thì chúng ta sẽ kéo mạnh hơn. Tí nữa nó sẽ hiện cái nút ở đây. Ủa, bạn này chắc là thích cái, đây là Sudoku hay là cái Dragon 3 nhỉ? À, là tù. Kéo đi đúng mấy bạn. Kéo. Đúng rồi. Kéo mạnh vào. Đây này, ấn nút này, PU là lo này. Ấn mạnh vào mấy bạn ơi, sắp thắng rồi. Win. Nhanh nào, mấy bạn ơi. Nhanh lên, thua. Chắc là ta phải ấn hai tay.
ấn hai tay hai chuột luôn. Nhanh lên mấy bạn ơi, kích kích lẹ vào, kích nhanh vào, đập vỡ màn hình điện thoại thì thôi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Win 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 win. Tèn 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 win win. Bây giờ là còn 7 người và phần thưởng đã tăng lên 8.900 đô. Ui, trò gì đây mấy bạn? Ôi, trò này thắng không biết chơi rồi. Trò gì đây, trò gì đây? Trò này là trò chơi bi nè. Thôi xong, ODD. Trời ơi, mình chọn linh ta linh tinh luôn. Một, à, kiểu như đoán có bao nhiêu viên bi phải không? Thắng là trời. Trò này khó rồi. Một, ui, chuẩn không, chuẩn không, chuẩn không? Thắng đoán chuẩn không mấy bạn ơi? Thắng đoán có chuẩn không? Ui, lại đoán tiếp này. Thắng có 10 giây để đoán này. ODD. Trời ơi, ODD, Oven. Oven. Trời ơi, trò này là mình không biết chơi. Mấy bạn ơi, mấy bạn biết cái vòng này chơi kiểu gì, các bạn nhớ comment để hướng dẫn thắng nha. Chứ tới cái màn này là thắng chả biết chơi kiểu gì luôn, mà thắng đoán thì chả biết đoán này, chỉ biết là đoán bi thôi, nhưng mà chả hiểu kiểu gì luôn. Bạn nào biết chơi thì nhớ comment nha. Rồi thì cái video của thắng tới đây là kết thúc rồi, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là goodbye.